Bấm nữa đi. Bấm nữa đi cô. Cười. Tiết ca khúc đã cho một cô gái Việt Nam 21 tuổi là biết chung cho tất cả những thế hệ yêu người trẻ sinh ra hải ngoại nhưng vẫn hướng vào người Việt Nam, bởi vì trong đó có câu một ngày nào đó tôi sẽ trở về quê hương thất tiếng chào Việt Nam. Thưa quý vị, cô Quỳnh Anh dự thi ở Vinh Bình rất là nổi tiếng và hoa. Hôm nay rất hân hạnh chúng ta được đón chào cô lần đầu tiên đến với nước Mỹ và cũng trong nhạc của bài Bonjour Việt Nam cũng sẽ có ngày ca khúc Việt Nam. Và tôi chắc chắn rằng không phải bình dị kiến thức của các sinh viên sẽ là dân tộc chúng ta. Xin dành tràng pháo tay nồng nhiệt nhất chào đón nữ ca sĩ Quỳnh Anh.